Gia nhập showbiz đã 5 năm, Quá Quân giọng hát Việt Đức Phúc đã gây chú ý cho người hâm mộ với một hành trình trưởng thành lột xác không hề nhỏ. Sự thay đổi đó cùng với tài năng, tính cách dễ thương của nam ca sĩ được nhiều fan yêu mến. Duy chỉ có chuyện tình cảm là khán giả không hề biết gì. Giọng ca hết thương cạn nhớ, nhiều lần còn bị đồng nghiệp trêu, chưa có mảnh tình bắt vai. Thế nhưng lần này khi ngồi ghế cố vấn, người ấy là ai trong số phát sóng mà nữ chính là người chị thân thiết, Hoa hậu Hương Giang. Khi được MC Trấn Thành hỏi tới, Đức Phúc lần đầu hé lộ mối tình mà mình đã trải qua. Trấn Thành cho rằng Đức Phúc tham gia chương trình khá nhiều lần và khách mời quan ngại về mối quan hệ, tình yêu của nam ca sĩ, một người chuyên hát nhạc tình mà không có tình yêu cho đến giờ phút này. Đức Phúc lại phép với Trấn Thành và nhẹ nhàng thổ lộ, em nghĩ rằng đây sẽ là lần đầu tiên em chia sẻ một chút xíu. Quán Quân giọng hát Việt tiếp lời, có thể mọi người biết em từ trước đến giờ thuộc phái cổ mộ và chưa có vắt vai một mối tình nào. Nhưng thật ra là em có một mối tình, các đồng nghiệp đều thích thú, ngạc nhiên trước tiết lộ của Đức Phúc. Tuy nhiên anh cho biết, thật ra nó không được may mắn nhiều trong con đường tình yêu. Em nghĩ đó sẽ là một dấu ấn mà em rất khó quên. Nó xảy ra khoảng 2 năm trước đây rồi. Khi Trấn Thành thắc mắc, sao đàn em thân thiết không kể cho mình nghe, Đức Phúc bày tỏ, em cũng muốn giống chị Giang, muốn lén lút tất cả mọi thứ. Em không muốn mọi người tập trung quá nhiều vào những chuyện phía sau của mình. Trấn Thành liền đoán bản hit Hết Thương Càng Nhớ ra đời vào lúc đó, liền nhận được tiếng vỗ tay đồng ý của chủ nhân. Bài hát đó cũng là tâm lý của Đức Phúc, nên khi thu âm như dành cho người đó, nam ca sĩ còn cho biết khi anh đi gặp nhạc sĩ đã nói đúng câu chuyện của mình và những câu hát đã ra đời.